nằm trong khuôn khổ diễn đàn pháp lý Liên minh Hợp tác xã Quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương với chủ đề tạo lập khuôn khổ pháp lý và chính sách thuận lợi để thúc đẩy phát triển bền vững khu vực hợp tác xã trong thế kỷ 21. Sáng nay, đoàn đại biểu Liên minh Hợp tác xã của 26 nước châu Á-Thái Bình Dương đã đến tham quan, trao đổi và học tập kinh nghiệm tại Đồng Nai. Tại Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Quyết Tiến, huyện Cẩm Mỹ, đoàn đã tham quan mô hình cánh đồng mẫu lớn chuối và thăm xưởng sơ chế chuối để xuất khẩu. Hợp tác xã hiện có trên 350 hecta chuối già hương và là hợp tác xã đầu tiên xuất khẩu chuối già hương 100% bằng đường chính ngạch sang thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc. Ngoài ra, hợp tác xã còn khai thác về mảng dịch vụ như thu gom rác thải sinh hoạt, sản xuất cung cấp nước sạch, quản lý chợ. Hiện Quyết Tiến là một trong những hợp tác xã hoạt động thành công nhất của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung. Hợp tác xã đã sản xuất theo mô hình chuỗi. Mô hình chuỗi này được khẳng định đây là một trong những phương thức để mà hợp tác xã sản xuất hiệu quả và bền vững. Đấy. Hợp tác xã đã tổ chức trồng trọt, rồi sơ chế và sau đó thì liên kết với các doanh nghiệp để mà tiêu thụ sản phẩm không chỉ trong nước mà ngoài nước. Đây là một cái chuyến đi rất có ý nghĩa. Thông qua đây thì chúng ta quảng bá cái hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung và đặc biệt là cái hình ảnh, cái thương hiệu và cái hoạt động của khu vực kinh tế hợp tác hợp xã chúng ta cho bạn bè quốc tế khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đấy, và đồng thời qua đây chúng ta chia sẻ học hỏi được nhiều những cái kinh nghiệm của bạn để mà phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế hợp tác hợp xã của Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng theo cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đến tham quan tại đây, tôi thực sự rất ngạc nhiên vì hợp tác xã các bạn hoạt động quá bài bản. Các hợp tác xã của chúng tôi thường quy mô nhỏ lẻ hơn, do vậy tôi rất ấn tượng khi đến đây và tôi nghĩ đoàn chúng tôi sẽ học hỏi rất nhiều từ mô hình này và sẽ mang về áp dụng và phát triển hợp tác xã của 26 nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chuyến tham quan này là dịp để các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế hiểu rõ hơn về khu vực kinh tế hợp tác xã của Việt Nam và Đồng Nai. Ngược lại, các hợp tác xã trong nước cũng sẽ có thêm những thông tin, mô hình của các nước để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác lâu dài. Sau khi tham quan ở Đồng Nai, đoàn tiếp tục tham quan các mô hình hợp tác xã tiêu biểu tại tỉnh Tây Ninh.